cập. Miếng này nghe hơi nhỏ. Miếng này là quá là đẹp rồi này. Đấy, nhìn rực rỡ này, trông rực rỡ này. Vừa mồm luôn. Rồi, mời nó đi nhá. Ẩm. Nó ăn nó ngon, ngọt tiết. Rồi, xin mời đại đình. Úi dồi, mời toàn thể gia đình nhá. Rồi. Mới sướng, ăn thấy mới sướng này. Nãy cứ buổi sáng này, bình dân nó tí cành, lâu lâu lại ra làm bát. Cái canh buổi sáng bình dân này nó cho một bột vào nhặt một là nó rực rỡ đấy, đấy một nước nóng lên khuấy thì nó mới rực rỡ này. Cái nhanh này nó rất đông ấy, đông không được không được nó đông như này. Hôm nay đánh tiết đánh bổi bằng gọi là sụn nòng non. Bồi nồng non. Ngày hôm nay anh em đi mua ra quán vắng tanh. Tanh thế rồi. Chào lại đây nhá. Buổi sáng bình dân 2-3. Buổi sáng 2-3 tiết một tô lòng cả nhà. Sáng đến ở quê mình nó chỉ có vậy thôi. Nó là cái món nó quen thuộc rồi. Hello, chào mọi người nha, lâu lắm rồi mới lại gặp. Càng cái chúc mọi người sức khỏe. Ôi trời. Mọi người nhá. Thử đi. Lâu lâu ăn mới ngon. Lâu lâu mới ăn lâu lâu thì ca. Bạc đỏ ớt. Ừ. Cái gì lâu cũng ăn vẫn ngon. Lâu cũng ăn chẳng ngon. Ngon đấy. Quên có cái tí trễ, tí bà làm cho tí trễ. Đây. Đúng mà nước nóng này ăn là bên này thì với tôi đầu ăn nóng hổi trên đây nóng nó ngon nó dễ ăn. Sáng làm sẽ là làm ba chọi này là vừa thế thôi, làm ba chọi rượu sáng là trẻ trưa nó uống nó trôi, uống nó say lâu. Như này miếng vanh ngăn à. Xin mời đại đình nha. Ngon. Cháu nó đi làm đây thì bạn nó mượn tối qua. Xe đi làm với cô mà mượn lúc nó. Bạn này nó cho mượn đấy, còn đấy bố nó chả dám đi xe. Lúc đi làm nó nhỡ cái gì cái là thế đấy. Không, đây là bạn nó, tối qua mượn. Sợi miếng lòng giả vậy. Hay là đã biến ngoài ra đây à? Rau cỏ. Hái rau quả ớt đây này, cái này ăn nòng đã hết ớt rồi. Cái cành sao mà hơi tốn. Ăn vã ớt sao? Ăn vã ớt thấy ớt. Ớt này không cay mấy.
Cái này quả này to ra không cảnh mấy. Ngon lắm. Ra nó sao? Cái này đổ vào nước chấm, cái này là ớt. Ăn ớt hơn chè mào. Cái này là ớt không? Quả này có ghi là cay hơn thì quả trước này không cay mấy, ăn nó phải ớt, nó phải tê này, ăn chán được cái màu mè gì, chán. Ăn nó phải khè nưỡi. Đấy là ăn nó có phải như này đâu mới gì này. Tê cay ngon. Ken hả? Ok. Lâu thỉnh thoảng ken cái. Tôi phải 2 miếng. Thế thôi cứ cầm díp vào ăn vừa mồm ngon. Ớt nữa, đuổi lúc nào phải 2 miếng trong ớt này. Đấy, với ớt kẹp. Mời mọi người thưởng thức lòng và các loại dạ dày. Dạ dày. Này nó mới ớt đỏ ớt đủ màu nhỉ. Gắp liên tục ăn nó niên cầu khúc. Quả này chơi hai lòng là lon này. Gắp thần xiên nhé, xiên kẹt. Này hôm nào bà tươi bà thái để hấn một đoạn nó dài hấn, nếu gắp nhiều lần gắp một miếng thế là nhai. Để nó làm một đoạn nòng dài, mỗi một đoạn nòng dài đó là cái thế này. Nhưng mà mới bước là xong là cái trong cái là đưa đoạn là cắn luôn rồi. Bóng rồi. Không được. Bây giờ đến phá gọi là bát tiết cả nhà. Ăn nòng mắt thì cứ tia sang cái bát tiết. Lâu không ăn kiểu nó háo. Nhìn bát tiết này nó ngon hào háo kiểu như là mình lâu lắm rồi. Mấy tháng rồi. Đâu mà nó háo rồi. Thành đấy tiêu rồi em ăn cho tiêu vào thêm. Thôi ớt. Mỗi người một vị. Người thì thích ăn tiêu, người thích ăn ớt. Người thích ăn nạc, người không thích cho nạc. Tí tiêu cho tí vào đâu cho nó gọi có mùi vị nó thơm, nhưng mà món này vẫn món ớt nữa, nhiều ớt quá rực rỡ các bác, và cả na rau nữa vị đủ vị. Rồi. Mời cả nhà nha thưởng thức tiết canh buổi sáng. Rồi, mời đại gia đình nha. 1, 2, 3 rồi. Mà hai thì to quá. Đủ vị nhỉ. Rồi cứ làm nó vừa vừa mồm nó ăn nó ngon.
ngọt xiết. Rồi, xin mời đại đình. Úi dồi, mời toàn thể gia đình nhá. Rồi. Mới sướng, ăn thế mới sướng rồi nhỉ. Cay của ớt, dầu thơm của tiêu. Đủ và đủ vị. Ăn tiết rồi, làm tí này. Sở luôn. Cắt nửa vòng 3. Không phải vòng trăng, cắt nửa vòng trăng, cắt nửa vòng 3. Ui. Đánh mà cuống họng mới giải vách ngăn mà bà hôm nay bà này thái thêm một tí rồi là lòng non vào nữa thế mới hay, nghe nó hơi lạ. Tiết canh đây gọi là non. Tiết canh cuống họng với cả lọc thêm lòng non vào. Ừ, thì gọi tiết canh lòng non. Nốt nha cả nhà. Cớp. Đúng vừa 2-3 miếng. Cớp miếng này xong đến đây toàn làm vài miếng thèm. Rớt nước miếng. Giàu như kiểu đun nút đó. Rồi. Tuyệt vời. Đấy, cả nhà. À, cả nhà. Đấy, ở bên Lê Toàn. Lạc rắc. Tiết canh đó, nó phải có lạc, đủ vị, nó ngon. Tiêu. Đấy. Cho tí chanh nữa. Thôi. Ớt xử đâu. Ớt đâu. Ớt đấy, ớt ăn kèm theo ớt đấy, đủ vị. Cắt nửa vòng trăng. Khập. Miếng này hơi nhỏ. Cái này là có nó đẹp rồi này, đấy, nhìn nó rực rỡ này, trông nó rực rỡ này. Vừa mồm luôn. Rồi, mời đã đi nhá. Ầm. Quá tuyệt vời ông bà trời. Ngon quá. Đấy, các bạn xem video của Chu Nghĩa này. Thấy quay cái tường nhà sẵn tươi, các bạn cứ bảo sơn, nhiều khi các bạn muốn sơn cho đẹp nhưng mà nhiều khi nó còn nhiều cái nó khó. Đấy. Nhiều khi các bạn thông cảm là mình quay chân thật đấy, không phải là. Bây giờ mình sơn về phải xây lại mới sơn được. Quán rất tôn quê trần đất trên bờ lô. Đường này là các bạn cái bên kia là nó sát vào là nó bị hất, nó vào nó mốc. Khẩn phát. Như này nó hơi nằng nhằng tí. Rồi mời đã đỉnh. Úi dồi. Vừa chưa canh ra với đây, ui còn tai ngọt. Đấy. Lốt cả nhà này. Úi giời. Phải mời đấy đi nhá. Ầm. Ngọt ngào. Đấy. Hôm nay anh em có chia sẻ tiết canh buổi sáng rồi. Hôm nay anh em đi muộn nên quán là người ta vừa ăn xong về đi làm hết. Còn mỗi hai anh em luôn. Đấy, cũng xin tạm dừng video đây nhé. Hẹn các bạn video gần đây nhất. Thank you mọi người đã rồi, xem video của Chu Nghĩa. Hẹn cả nhà xem video tiếp theo. Thank you mọi người rất nhiều.